Chúng ta sang bài luyện tập chung trang 139. Bài số 1. Cho các phân số 3/5, 5/6, 25/30, 9/15, 10/12, 6/10. A. Rút gọn các phân số trên. B. Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau. Để ta sẽ làm lần lượt từng ý một. Ta rút gọn các phân số này. 3/5 thì ta không cần phải rút gọn rồi vì nó là phân số tối giản. 5/6 cũng vậy. Vậy ta có phân số 3/5, 5/6 là phân số tối giản. Ta viết rồi này. Đó, tối giản thì ta không phải là không phải rút gọn nữa, đúng rồi. Ta nói một câu như vậy thì người ta hiểu là hai phân số này không cần phải rút gọn, cứ để như vậy. Tiếp theo, 25/30. Ta thấy là mỗi một rút gọn phân số thì ta sẽ xem là cả tử và mẫu của nó cùng chia hết cho số nào. Ta thấy là cùng chia cho 5. Cho ta lấy 25 chia 5 và 30 chia 5 sẽ bằng 5/6. Tiếp theo phân số 9/15. Tôi thấy hai phân số này đều chia cho 3. À, hai tử và mẫu này 9 và 15 này đều chia cho 3. Thì ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 3. Bằng 9 chia 3 bằng 3. 15 chia 3 được 5. Tiếp theo, ta có phân số 10/12. 10/12 thì ta thấy là tử và mẫu đều chia cho 2. 10 chia 2 trên 12 chia 2 sẽ bằng 10 trên 2 được 5, 12 chia 2 được 6. Tiếp theo phân số 6/10. Ta cũng thấy là tử và mẫu đều chia cho 2. 6 chia 2 và 10 chia 2. 6 chia 2 được 3, 10 chia 2 được 5. Bây giờ người ta hỏi, đây là ý A rồi, ý B nhé. Ý A rút gọn xong rồi, ý B. Trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau? Ta thấy là đây, phân số này và phân số này. Khi rút gọn đi thì nó sẽ là là 5/6. Và hai cái phân số này, 9/15 và 6/10 này, rút gọn đi thì nó là bằng 3/5. Như vậy thì ta có kết luận là ta có phân số 25/30 sẽ bằng cái phân số 10/12. Đấy, vì nó đều bằng 5/6. Vì nó đều bằng 5/6. Tiếp theo, phân số 9/15 sẽ bằng phân số 6/10. Vì nó đều bằng phân số 3/5. Bài 2. Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi A. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? B. 3 tổ có bao nhiêu học sinh? Ta thấy là một lớp thì được chia thành 4 tổ. Mà 3 tổ thì sẽ chiếm là 3/4. Đây, chia làm 4 tổ. Đây là 1 tổ, 2 tổ, 3 tổ, 4 tổ. Thì 3 tổ, đây là 3 tổ đúng không? 3 tổ thì sẽ chiếm là 3 trên 4, chính là 3/4. Vậy ta sẽ trả lời. Vì số học sinh của lớp được chia làm 4 tổ nên 3 tổ chiếm 3/4 số học sinh của lớp.
mỗi tổ sẽ là 1/4, 3 tổ sẽ là 3/4. Đấy B. Người ta biết là 3 tổ là 3/4 số học sinh của lớp rồi, thì ta sẽ tìm xem 3 tổ có bao nhiêu học sinh. Ta biết cả lớp là có 32 học sinh, mà 3 tổ chiếm 3/4 số học sinh của cả lớp. Vậy thì chính là chiếm 3/4 của 32 học sinh. Vậy thì 3/4 của 32 học sinh là bao nhiêu? Ta trả lời luôn. 3 tổ có số học sinh là 3 tổ chiếm 3/4 số học sinh của cả lớp, mà cả lớp là 32 học sinh, có nghĩa là nó chiếm 3/4 của 32 học sinh. Vậy 3/4 của 32 học sinh chính là 32 nhân với 3/4. Vâng. Vậy 32 nhân 3/4 sao tự nhân? 32 nhân 3 chia 4, 32 nhân 3 bằng 96, 96 chia cho 4. Được 2. 1 16 bằng 4 bằng 24. Học sinh. Ở phép tính này chúng ta có thể giản ước luôn. Ta thấy ở dưới mẫu có 4, 32 chia cho 4, vậy 32 chia 4 được 8. Vậy là trên này có 8, 8 x 3 bằng 24, 24 học sinh. Không còn phải nhân và chia ra nữa. Vậy đáp số học sinh. Bài số 3. Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, đi khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì đến thị xã. Cả quãng đường này là dài 15 km. Đúng không? Vậy thì đi từ nhà đây. Đi từ nhà đi, đúng không? Thì đi được, ta chia làm 2/3 quãng đường. Thì đây, chia làm 3 phần, thì đi hết 2 phần thì nghỉ. Hỏi thì quãng đường còn lại là bao nhiêu? Vậy chính là cái đoạn này là còn là bao nhiêu? Hỏi cái đoạn này là bao nhiêu? Vậy muốn biết, muốn biết là còn lại bao nhiêu, ta sẽ lấy cái quãng đường dài 15 km này trừ quãng đường đã đi được này. Ở đây mới chỉ biết là quãng đường này là đi được 2/3. Có nghĩa là đi được 2/3 của 15 km này. Vậy thì bây giờ ta sẽ phải tính xem 2/3 là đi hết bao nhiêu. Sau đó ta lấy tổng số 15 km trừ đi cái số quãng đường 2/3 đã đi được. Vậy bài này chúng ta sẽ làm hai phép tính. Các bài giải. Quãng đường anh Hải đã đi được là 2/3 quãng đường, mà quãng đường là 15 km. Vậy thì đã được 2/3 của quãng đường chính là đã đi được 2/3 của 15 km. Ta sẽ lấy 15 nhân với 2/3 và sẽ bằng 15 chia 3 được 5. Vậy ta là 5 nhân 2 bằng 10. Vậy đây chính là 10 km. Đã đi được 10 km. Vậy còn lại bao nhiêu? Vậy đây ta đã tìm được 2/3 chính là 10 rồi. Vậy ta lấy 15 này trừ đi 10 thì sẽ bằng cái số km còn lại, đúng không? Trả lời câu thứ hai. Anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu km nữa? À, quãng đường. Anh Hải phải đi tiếp là 15 trừ 10 bằng 5 km. Đáp số là 5 km. Bài số 4. Một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32.850 lít xăng, lần sau lấy ra bằng 1/3 lần đầu, thì kho còn lại 56.200 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?
Vậy muốn biết là lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng thì ta phải lấy cái số lít xăng đã lấy ra cộng với số lít xăng còn lại. Vậy thì phải tìm xem số lít xăng lấy ra là bao nhiêu, còn lại là biết rồi. Vậy thì phải tìm số lít xăng lấy ra mà người ta lấy ra là hai lần. Lần đầu là lấy bằng này, lần sau thì lấy ra bằng 1/3 của lần đầu. Vậy thì tìm xem là cả hai lần lấy ra là bao nhiêu. Đúng không? Vậy thì bây giờ ta phải tìm xem là lần sau lấy ra là bao nhiêu đã thì mới tìm được cả hai lần lấy ra là bao nhiêu, tổng số dầu lấy ra và tổng số xăng lấy ra là bao nhiêu. Ta qua bài như thế này. Đúng không? Hỏi trong kho có bao nhiêu, đúng không? Còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu thì sẽ bằng cái số xăng lúc đầu trong kho có. Lúc đầu trong kho có là bao nhiêu đúng không? Thì cái có này sẽ bằng bằng cái lấy ra này cộng với cái còn lại. Đó, còn lại bây giờ là biết là 56.200. Rồi, bây giờ cái lấy ra thì ta chưa biết là tổng là bao nhiêu cả, chỉ biết lấy ra là hai lần, đúng không? Lần thứ nhất là 32.850 lít. Lần sau lấy ra bằng 1/3 của lần đầu, chính là 1/3 của 32.850. Vậy bây giờ ta phải tìm xem nó bằng bao nhiêu. Vậy thì tìm được cái này rồi, viết bằng A chẳng hạn, thì ta sẽ tính tổng số lít xăng lấy ra. Ta cộng cái này vào với nhau, cộng cái này với cái A này với nhau thì ra tổng số lít xăng lấy ra. Vậy thì ta sẽ có là số lít xăng lúc đầu sẽ bằng tổng số này cộng với số còn lại là này. Đấy, như vậy ta sẽ làm bài giải bài này như sau. Tìm xem lần sau lấy ra bao nhiêu lít dầu đã. Số lít dầu lần sau lấy ra là, lần sau lấy ra là bằng 1/3 của lần đầu, chính là 1/3 của 32.850. Ta lấy 32.850 nhân 1/3. Vâng, nhân 1/3 chính là ta nhân 1 và chia cho 3. Vậy ta lấy 32.850 chia cho 3. 32.000 3 chia 3 được 1, hạ 2, 0, hạ 8, 28 chia 3 được 9, 9, 3, 27, 27, 28 chia 27 được 1, hạ 5, 15 chia 5 chia 3 được 5, hạ 0, 0 chia 3 được 0, 10.950. 10.950 lít. Đấy. Bây giờ tổng số lít dầu đã lấy ra là, tổng số lít dầu hai lần lấy ra đấy, ta có tổng số lít dầu đã lấy ra à, lít xăng. Đấy, lít xăng à. Bài này lấy xăng. Tổng số lít xăng đã lấy ra là, lần đầu là 32.850 cộng với lần sau là 10.950 bằng 0 cộng 0 bằng 0, 5 cộng 5 bằng 10 với 0 nhớ 1, 8 cộng 9 bằng 17 nhớ 1 là 18 với 8 nhớ 1, 3 cộng 2 cộng 0 bằng 2 thêm 1 là 3, 3 cộng 1 là 4, 43.800 lít. Bây giờ lúc đầu trong kho có là chính là bằng cái số lít dầu đã lấy ra này là 43.800 này, cộng với số lít dầu còn lại là 56.200 bằng, cộng vào ta lấy 43.800 cộng 56.200, 0 nhớ 1, 10 nhớ 1, 9 là 10, bằng 100.000. Lít.
và đáp số là 100.000. Lisa.